Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên cái video buổi chiều, hơi muộn. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Mình lên video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ của hãng Hitachi. Hitachi CG31ED. Cái thằng này thì là nó mang cái thương hiệu Hitachi nhé các bạn nhé. Đây. Thế nhưng mà máy móc thì là do Kyujit sản xuất. Máy móc là do Kyujit sản xuất các bạn nhé. Đây này, máy thì là nó là SRC B315, Made in Japan các bạn nhé. Số khung số máy là 002387. Thằng Hitachi thì là nó đặt cái hãng Kyujit là sản xuất. Đấy, theo cái sau đó là nó dán cái tem thương hiệu của Hitachi vào để nó Hitachi để nó bán mà nó kinh doanh thương mại. Đấy, nói chung nó là nó đặt hàng của Kyujit. Cái máy này thì nó cũng giống như Kyujit 315 thôi các bạn nhé. Con này thì là zin nguyên bản từ A đến Z. Zin nguyên bản luôn. Các bạn có thể thấy được là cái nốc máy nó rất là sáng này. Nốc máy rất là sáng, bình xăng này có ống thông hơi riêng. Đây. Ống thông hơi riêng. Và nó có cái hốc để cái ống thông hơi ở trong cái áo này các bạn nhé, áo màu đỏ này, màu cam này. Nó để trong cái hốc này. Trên thân máy này có dập chữ Made in Japan kia các bạn nhé. Các bạn có thể thấy được cái chữ Made in Japan kia. Con này thì là zin nguyên bản luôn, chế cũng là chế zin của nó. Chế đây. Chế One Pro các bạn nhé. Đây các bạn có thể mình tháo cái boya ra cho các bạn xem cái chế. Đây, chế One Pro các bạn nhé. Con chế này thì là nó sử dụng cái chế giống như là cái chế ở máy cưa. Nếu như mà chúng ta bị trường hợp mà bị hỏng hóc cái chế này thì chúng ta có thể là mua một cái chế của máy cưa tương tự như này, chúng ta lắp vào nó ok nhé. Chế One Pro các bạn nhé. Chế zin nguyên bản của nó. Nếu như là ai mà thích đổi sang chế ngang, chế One Pro ngang cũng ok. Chúng ta thay cái cổ chế này nhé. Sau đó chúng ta lắp chế ngang vào bình thường. Đấy là trường hợp là chúng ta phải thay chế. Không thì bình thường như cái chế này thì nó khá là bền. Rất ít khi nó hỏng. Con này thì là có thông số đây các bạn này. Thông số nó in luôn ở trên cái ốp giật này nhé. Có 30,5cc này. Coi như là 31cc các bạn nhé. Dung tích bình xăng là 0,86 lít. Đấy. Số khung số máy đây. À không phải. Không phải số khung số máy. Số khung số máy nó dập ở đây cơ. Cái dãy số này thì mình cũng không biết nó là dãy số gì. Đây các cái này nó ghi cái toàn cái chữ Nhật các bạn nhé. Sản xuất 100% là sản xuất tại Nhật. Đấy, máy là khá ok. Về thì là mình cũng mới vệ sinh qua, chưa vệ sinh sạch sẽ cho nên nó vẫn còn một vài vết bẩn đây. Cái này là dầu nhớt nó bám vào đây nhé các bạn nhé. Cái nhớt nó bám vào. Khá là con này mà làm vườn, làm rừng, làm đồi nó cũng khá là ok rồi. Đặc biệt là con này có bộ giật trợ lực lớn các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy được cái bộ giật trợ lực của nó rất lớn này. Giật rất là sướng nhé. Bộ giật này to bằng cái bát ăn cơm của mình luôn ấy. Cái miệng trong của nó còn to hơn cả cái bát. Bộ giật trợ lực khá là ổn. Màu áo của máy mới là cái tum của máy thì là có màu đỏ cam các bạn nhé. Đỏ cam là màu đặc trưng của Kyujit. Đấy, đây là tay ga bóp, là tay ga dạng cò bóp này các bạn này. Đấy, cực sướng luôn. Dây ga và dây điện thì được bọc trong một cái ống nhựa đen này. Khá là ổn. Chế đầu bò và chắn cỏ zin nhé. Đây các bạn có thể thấy được cái đầu bò nó rất là nguyên vẹn như thế này. Bên trên thì nó có một cái bát úp bằng nhựa để nó chắn rất chống rất cỏ nhé. Còn bên dưới thì là nó có cái bát chia chén bằng sắt này để nó chống mòn ốc này. Giữ dao, giữ ổ cước và chống mòn ốc nhé.
mình quay buổi tối cho nên là nó hơi bị mờ, các bạn thông cảm. Trời nó nhá nhem tối rồi. Chắn cỏ thì là chắn cỏ zin rồi. Dây đeo cũng zin của Nhật nhá. Bãi. Dây đeo mới chắn cỏ bãi của Nhật. Tùy từng máy mà mỗi máy mình sẽ nhặt một cái dây đo đeo một cái chắn cỏ. Đều là hàng zin cả. Thôi trời sắp tối rồi, mình sẽ quay nhanh cho các bạn xem qua thôi. Sau đây mình sẽ test tiếng nổ của máy cho các bạn tham khảo này. Đây là cái bộ giật trợ lực nhá. Chúng ta chỉ cần kéo nhẹ thôi là nó sẽ nổ. Rất dễ khởi động các bạn nhé, nó có bộ giật trợ lực. Đây là công tắc nhé.